Nhu cầu chăm sóc sức khỏe, đặc biệt đối với làn da của phụ nữ đã và đang ngày càng cao. Cùng với đó, các cơ quan chức năng cũng chú trọng hơn đến việc quản lý cấp phép và cung cấp ra thị trường sản phẩm chất lượng. Công ty trách nhiệm hữu hạn High Dream vừa tổ chức lễ ra mắt và ký kết chuyển giao công nghệ chiết xuất siêu âm dược liệu Hàn Quốc trong sản xuất dòng sản phẩm dưỡng da trị nám Dara. Tại lễ ra mắt, các chuyên gia đầu ngành da liễu đã cung cấp nhiều thông tin về tình trạng lão hóa da ở phụ nữ Việt, cũng như là những đánh giá khách quan về thành phần, các hoạt chất có trong dòng sản phẩm Dara với lợi thế công nghệ chiết xuất, bảo toàn được tối đa các hoạt chất sinh học của dược liệu, đồng thời tăng hiệu quả thẩm thấu vào da cao gấp 20 đến 30 lần các sản phẩm thông thường. Được biết, các sản phẩm này được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt chuẩn GMP, được Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cấp phép và lưu hành, sẽ làm phong phú thêm các phương pháp điều trị nám tàn nhang, lão hóa da, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe phụ nữ Việt. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.